Xin kính chào quý bà con nông dân. Công ty Việt Nam Nông nghiệp sạch xin giới thiệu đến quý bà con sản phẩm Gladius 10SC đặc trị bọ chỉ côn trùng chích thuốc đã kháng thuốc. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các thành phần chính của sản phẩm. Hạt chất Flametowin 10%. Tiếp theo là về công dụng của sản phẩm như sau. Đặc trừ nhóm côn trùng chích thuốc bọ chỉ đã kháng thuốc. Với cơ chế phòng trừ chuyên biệt, tác động trực tiếp vào ty ti thể côn trùng hiệu lực nhanh hiệu quả kéo dài đặc biệt an toàn với cây trồng ít ảnh hưởng đến thiên địch để biết thêm chi tiết về liều lượng và cách sử dụng đối với từng loại cây trồng quý bà con nông dân có thể gọi về hotline 0919 817 033 để trực tiếp được kỹ sư nông nghiệp tư vấn kỹ thuật miễn phí và để mua hàng quý bà con nông dân có thể để lại số điện thoại bên dưới phần bình luận hoặc gọi về số điện thoại đã được ghi trên bài viết hoặc video này cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video xin xin chào và hẹn gặp lại